Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh xem bóng đá là có tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định trận đấu giữa AS Monaco và Paris Saint-Germain. Trước khi đi vào nhận định chính của trận đấu này, mình xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình. Ngày hôm qua đã ăn 4 trên 5 kèo đấu mình đưa cho tất cả mọi người. Anh em nào chưa kết bạn với Zalo với mình hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 để mình đưa ngay vào nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nhá. Để anh em không phải đợi chờ thêm nữa, mình sẽ đi vào nhận định chính của trận đấu này. Vâng, trong thời gian gần đây, AS Monaco đã quay trở lại khá là tốt. Không chỉ thắng ở cúp quốc gia mà họ còn có một chiến thắng 5-1 ngay trước Lille ở cái vòng đấu trước các bạn nhá. Và hiện tại thì AS Monaco đã vươn lên vị trí có thể giành vị trí top 4 ở trong cái mùa giải này. Và đối thủ của họ ở trận đấu này đó là một Paris Saint-Germain đang thi đấu khá là ổn định và đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng League One tính đến thời điểm hiện tại các bạn nhá. Vâng, những ngôi sao của Neymar thì cũng đã thi đấu gắn kết lại với nhau. Những Neymar hay là Di Maria hay là Mbappe cũng đang cho thấy khá tốt cái sự trở lại của mình cùng với lại Icardi. Vâng, thì ở đây là hiện tại bảng xếp hạng của League One. PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 vòng đấu và 46 điểm. Vâng, và 5 trận đấu gần đây ở League One thì Paris Saint-Germain đều giành chiến thắng các bạn nhé. AS Monaco đang đứng ở vị trí thứ 8 sau 19 vòng đấu, thì hiện tại đang có 29 điểm và trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ có 3 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Còn đây là lịch sử đối đầu của cả hai đội ở trong những trận đấu trước. Vâng, trong những trận đấu trước thì hai đội có một kết quả hòa duy nhất ở đợt tháng 1 vừa qua. Còn lại thì hai đội cũng có rất nhiều trận thắng và trận thua và nghiêng khá nhiều về các cầu thủ Paris Saint-Germain các bạn nhé. Và đây là đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở cái trận đấu này. Về phía các cầu thủ khách thì bộ ba tấn công của họ đó là Neymar, Mbappe, Icardi sẽ ra sân. Vâng, hậu công ở đằng sau họ thì vẫn là những đôi cánh, ví dụ như là Di Maria hay là Marquinhos. Về phía các cầu thủ nhà thì là Bares cùng với lại Martin hay là Ben JD sẽ ra sân ở trận đấu này. Ở trận đấu này thì trang GZ Thể thao Casino có đưa cho anh em rất nhiều kèo bóng để anh em có thể lựa chọn, và mình sẽ chọn đi kèo Paris Saint-Germain cửa trên và một cái kèo Paris Saint-Germain hiệp 1 các bạn nhé. Ngoài những kèo bóng này ra thì còn rất nhiều kèo bóng phụ anh em có thể lựa chọn rất là phong phú. Lý do mình chọn Paris Saint-Germain là vì là thực chất ra về chất lượng đội hình và ngay cả phong độ thi đấu thì hiện tại Monaco có phần hơi nép vế hơn rất nhiều so với lại các cầu thủ Paris Saint-Germain.